Mùng 10 Tết Ất Mùi, người dân xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bàng hoàng trước thông tin em Nguyễn Thị Ba, 15 tuổi, bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại dã man. Khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 2, 2015, bà Nghĩa sang nhà con dâu là bà Nguyễn Thị Thòa, 43 tuổi, ở thôn Nam Hương 1 để trông coi cháu gái. Đến nơi thấy cửa đóng, gọi mãi không thấy cháu trả lời. Bà đi quanh nhà kiểm tra, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Bà Nghĩa nhìn qua khe tường gỗ vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện cháu gái nằm bất động phía sát cửa trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bà liền hô hoán người dân sống gần đó đến cứu giúp. Công an xã khẩn trương huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện và công an tỉnh. Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Trên thi thể nạn nhân có một số vết thương ở đầu, cổ. Ngày 1 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án điều tra truy tìm thủ phạm. Do nhà nạn nhân ở cách khá xa với các hộ khác, ở nơi heo hút, là vào thời điểm đêm khuya nên không có nhân chứng. Hiện trường gần nơi nạn nhân nằm có đĩa kẹo bị rơi, thanh gỗ đóng tường ở góc nhà bung ra. Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng hung thủ định thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng do nạn nhân chống cự nên đã dùng hung khí sát hại, sau đó thoát qua chỗ thanh gỗ bung ra ở góc nhà. Vợ chồng chị Thỏa sinh được hai con gái, Nguyễn Thị Ba là con thứ hai. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn. Cách đây 3 tháng, người chồng lâm bạo bệnh qua đời. Chị Thỏa cùng cô con gái đầu phải rời quê hương đi làm ăn xa. Hiện trường cho thấy rất có thể hung thủ đã nói chuyện và ngồi chơi với nạn nhân trước khi gây án. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thấy nổi lên Nguyễn Văn Tin, 23 tuổi, anh con bác ruột của nạn nhân, có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Mặc dù vợ mới đi làm xa về, nhưng ngay trong tối 28 tháng 2, sau khi thi thể em Ba được phát hiện, Tin đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Từ chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này, kết hợp với mẫu tóc, vân tay, chân thu được tại hiện trường, công an đã tìm ra manh mối nghi phạm. Tuy nhiên, hành trình truy tìm kẻ thủ ác diễn ra vô cùng gian nan vất vả. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã có được thông tin về nơi lẩn trốn của nghi phạm ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị công an Trung Quốc phối hợp giúp đỡ truy bắt thủ phạm. Và tối ngày 24 tháng 3, công an Trung Quốc đã trao trả tin về Việt Nam. Trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, Tin đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Theo đó, tối 27 tháng 2, 2015, Tin ăn cơm tại nhà cha ruột ở cùng thôn Nam Hương 1, xã Tân Hương, rồi về nhà mình thì tình cờ gặp Nguyễn Thị Ba trước cửa nhà ông Lường Văn Duyên, người cùng thôn. Tại đây, Tin đã đưa điện thoại cho thiếu nữ dùng, rồi ghé vào nhà gọi ông Duyên uống rượu. Đến 23 giờ cùng ngày, sau khi đã uống khá nhiều rượu, Tin đi bộ đến nhà Ba với mục đích đòi lại chiếc điện thoại thì thấy thiếu nữ đang ngồi một mình bên bếp lửa. Biết chỉ còn một mình Ba ở nhà, Tin đến chỗ thiếu nữ ngồi. Thấy Tin, cô em họ bối rối, nói rằng mình đã dùng hết số tiền trong điện thoại. Nghe vậy, Tin tỏ ý tức giận và ép cô bé phải trả nợ cho mình bằng tình. Không để cho nạn nhân phản ứng, Tin với tay khóa cửa nhà sàn, lao vào Ba như con thú hoang đói khát. Mặc cho thiếu nữ phản đối, van xin, nói rằng bố Tin và bố mình là anh em ruột, giữa hai người là anh em gần. Tin bất chấp, dùng sức trai của mình khống chế Ba để thực hiện hành vi đòi bãi. Biết không khuyên can được Tin, Ba chuyển hướng chống cự dữ dội và la hét kêu cứu, với hy vọng hàng xóm hoặc người qua đường sẽ nghe mà cứu giúp. Tuy nhiên, tiếng kêu khóc bất lực của cô bé đã lọt thỏm giữa màn đêm vắng lặng. Để che giấu hành vi phạm tội, Tin đã dùng dao đập vào miệng cô gái để nạn nhân không còn kêu la được nữa. Sau đó, tên này tiếp tục dùng dao cắt cổ nạn nhân khiến Ba thiệt mạng. Gây án xong,
hung thủ thản nhiên vứt con dao. Muốn che mắt dư luận, gã trai ma mạnh không ra khỏi nhà bằng cửa chính mà vẫn để ngôi nhà khóa trái cửa như lúc anh ta gây án, và tìm cách cậy phá một tấm ván bên hông nhà sàn để chui ra ngoài. Trước khi rời khỏi hiện trường, Tin còn dùng kéo cắt dây điện dẫn vào nhà ba. Mục đích của việc làm này là để lỡ có ai gõ cửa mà cửa khóa trái không vào được, và nếu có nhìn vào trong nhà cũng không nhìn thấy hiện trường vụ án mạng. Gây án xong, Tin về nhà ngủ nghỉ bình thường. Đến 7 giờ sáng hôm sau, hung thủ đến nhà cha ruột và kể cho ông Hải nghe toàn bộ hành trình tội ác. Tin nhờ ông Hải chở đến nhà người dì ở xã Hữu Vinh, huyện Bắc Sơn, là xã giáp ranh với Trung Quốc, để vượt biên, bỏ trốn sang nước bạn. Ông Hải biết rõ con mình phạm vào tội ác tày trời, nhưng vì thương con nên người cha đã không tố giác, không khuyên ngăn con ra đầu thú mà lẳng lặng lấy xe máy giúp Tin lẩn trốn. Về phía gia đình nạn nhân, khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 2, bà nội của ba đến thăm cháu, xem thiếu nữ ăn ở học hành thế nào. Đến nơi, bà thấy cửa đóng, gọi mãi không nghe ba trả lời. Người bà với tay mở cửa thì phát hiện bên trong khóa trái. Bà đi vòng quanh nhà kiểm tra thì thấy một tấm ván phía góc buồng bị phá. Linh cảm chuyện chẳng lành, bà nhìn qua khe vách gỗ thì phát hiện cháu gái nằm bất động phía sát cửa, trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nội nạn nhân hô hoáng người dân sống gần đó đến cứu giúp. Khi cửa nhà được phá, bà này ngất xỉu khi thấy cháu gái đã tử vong, trên người có nhiều vết thương ác hiểm. Qua dấu vết tại hiện trường và xác minh nghi phạm, công an tỉnh Lạng Sơn xác định hung thủ chính là Nguyễn Văn Tin. Biết Tin đang lẩn trốn ở Quảng Tây, Trung Quốc, nên nhà chức trách đã gửi công hàm đề nghị phía công an Trung Quốc hỗ trợ truy bắt hung thủ. Ngày 19 tháng 3, Tin bị công an Trung Quốc bắt khi đang làm công nhân chặt mía thuê ở Quảng Tây. 5 ngày sau, tay này được giao trả cho công an Việt Nam. Từ ngày án mạng xảy ra, căn nhà của nạn nhân vốn đa mưu vắng lặng nay càng lạnh lẽo đến sợ người. Đêm đến, người dân địa phương hoang mang sợ hãi, không dám ra đường, vì họ cho rằng oan hồn cô gái bị hiếp giết vẫn thường xuyên hiện về than khóc trong căn nhà vắng nơi xảy ra án mạng. Nhiều người sống gần nhà nạn nhân khẳng định, vào những đêm trăng sáng, thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy những đốm lửa lập lòe trong căn nhà của cô gái vừa bị anh họ ra tay sát hại. Hôm đó, đúng vào đêm trăng rằm, khi về ngang qua căn nhà vừa xảy ra án mạng, vì lo sợ bởi những lời đồn thổi của người dân địa phương, nên vừa đi, tôi vừa để mắt chú ý quan sát căn nhà mang lời đồn ma mị. Bất chợt, từ xa, tôi nhìn thấy một bóng người ngồi bên bếp lửa hồng, như đang nấu nướng gì đó. Cứ ngỡ là chủ nhà đi làm xa về, nên tôi cũng muốn đến hỏi thăm vì là hàng xóm với nhau. Thế nhưng, ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua, chớp mắt thì bóng người kia đã mất hút. Ngay cả đống lửa đang cháy lập lòe cũng lụi dần, chỉ còn lại một khoảng tối âm u trong căn nhà vắng lặng. Lúc đó, tôi chỉ còn biết ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, phóng lên giường, trùm chăn từ đầu đến chân mà vẫn thấy lạnh. Một người hàng xóm của gia đình nạn nhân kể lại. Từ sau những câu chuyện liêu trai liên tục lan truyền, dư luận địa phương nhận định có lẽ nạn nhân vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi của những mộng mơ. Thế nhưng đã bị tên quỷ đội lớp người sát hại một cách tức tưởi. Không chấp nhận sự thật này nên vong hồn cô gái đã không siêu thoát. Vì thế, cứ vào những đêm rằm trăng sáng, oan hồn cô gái lại hiện về, quanh quẩn trong căn nhà của mình như lúc cô còn sống vậy. Được coi là vụ án chưa từng có và gây rúng động trong dư luận tại huyện Bắc Sơn trong thời gian gần đây. Do đó, cơ quan chức năng đã quyết định mở phiên tòa xét xử lưu động tại sân vận động thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ sáng sớm, đã có hàng nghìn người tập trung tại sân vận động. Có những người sẵn sàng bỏ cả việc tòng án để đến dự phiên tòa, ngồi chật kín cả sân vận động huyện Bắc Sơn
để theo dõi diễn biến phiên tòa, xét xử đối tượng được coi là quỷ đội lớp người này. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã thống nhất và đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tin 12 năm tù đối với tội hiếp dâm và mức án tử hình về tội giết người. Tổng hình phạt là mức án tử hình. Cha bị cáo lĩnh 18 tháng tù vì tội che giấu tội phạm. Trước bản án nghiêm khắc mà hội đồng xét xử đã tuyên, hàng nghìn người dân có mặt đã đồng tình hưởng ứng, cho rằng công lý đã được thực thi để trừng phạt con quỷ dữ đã gây ra tội lỗi với chính người em họ của mình.